Cảnh cũng đẹp đấy. Dạ, bẩm ông, con hỏi câu này được không? Mày hỏi thì cứ hỏi đi, bẩm thưa nhiều mệt lắm. Ông có lỗi với ai hay sao mà hôm nay lại lê thân lên đền? Tao chả có lỗi với ai cả, mày cứ đoán giả đoán non. Ông nói thật không? Tao có rảnh đâu mà đùa với mày. Ông chẳng ăn bẩn tiền của dân, vừa rồi còn cắt xén trợ cấp đạm phân còn gì. Con là con biết hết. Thằng mõ, mày ngậm cái mồm vào. Mày ăn cháo của ông mà lại đá bát nữa thế hả? Quan trên mà nghe thấy thì ông mất ghế như chơi. Mất ghế thì ông ngồi chiếu cũng được mà. Mày đúng là cái thằng đầu óc bã đậu, không biết cái gì cả. Để ông nói cho mày nghe, để leo lên làm được quan là cũng phải lo lót một đống tiền. Giờ có quyền lực là phải làm phiền đến dân, phải vơ, phải vét, phải nhét cho đầy túi. Con gái có lứa có thì, làm quan cũng có thời có vận, chứ chẳng có gì là vĩnh cửu đâu. Vơ được cần nào thì vơ, vét được cần nào thì vét, tội gì. Thế mà lúc nào họp dân ông cũng leo lẻo cái mồm, cống hiến vì dân. Đúng là nói rồng leo làm mèo mửa. Mày bớt bớt cái mồm lại, đừng để một câu nói lại ảnh hưởng tới cả bộ nhá nhá. Thế hôm nay ông rủ con lên đây là có chuyện gì? Ông đi tìm bò lạc. Tự nhiên sao lại đau bụng thế nhỉ? Ui giời, ui giời, ông đi. Ông ăn bẩn cho lắm vào, còn đau nhiều. Ui giời, à giời, dạ, à. Thằng mơ, mày có mang giấy không đưa ông mấy tờ? Ui giời, ai giời, ai. Con có phải là quan chức gì đâu mà mang theo giấy bút. Ông đưa tiền đây, con đi mua cho. Dùng có một tí mà lại phải bỏ tiền mua. Ông tiếc tiền lắm. Thế thì ông cứ chịn vào gốc cây đi. Bố nhà mày, mày đọc có xui dại ông. Ông chịn vào gốc cây để ông chí à? Mày xem thế nào nghĩ cách giúp ông với ai nhỉ? Buồn xỉn à. Ôi giời, nhanh nhanh lên ơi. Này, ông dùng cái lá giấy này. Chùi mát lắm này, làm luôn đi. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời ơi, ai già. Cái thằng mõ kia, mày chơi đẻo ông đúng không? Ôi giời ơi. Ai bảo ông tiếc tiền mà còn kêu. Kính thưa 12 con giam, con là thị hến, tính tình hơi xến nên chẳng thằng nào nó thèm mò đến. Các ngài có linh có thiêng, ban cho con một chàng hoàng tử để con khiêng về nhà. Ôi giời. Bỏ lạc đây rồi con ơi. Con này cũng phải tầm 50 cân, vừa miếng với ông. Nhìn cũng tươi đáo đẻ, nhưng mà ông phải cẩn thận. Bà mà biết thì đi cả đùm đấy. Sao mày không lúc nào nói được câu hẳn hoi thế hả? Mày đứng im đây, để ông vào đò đưa cái ốc kẹt. Anh tới đây. Các ngài rủ lòng thương, ban cho con một tấm chồng. Nếu mà được hai thì càng tốt.
Chào em, anh là Lý trưởng thôn này, hôm nay rửng mỡ đến đây tìm bò. Bò bê thì ra cánh đồng, chứ sao lại lên núi tìm là thế nào? Em sinh mà não ngắn thế. Anh đang chán của cũ, thèm của mới. Hỏi chí không phải, chúng ta có thể tiến tới động phòng. Dở hơi à? Mới gặp nhau đã đòi động phòng. Ngoan, rồi anh cho tiền. Thơm phức phức này. Chỉ cần nhắm mắt lại một tí, anh dùng mình xong là em có mấy hào đút ví ngon ơ. Nào, nhắm mắt vào. Nhanh. Thế ông nhắm trước đi. Chủ động thế. Nhắm đây. Ôi giời. Mỡ đâu mà hút. Đừng tưởng có tiền mà ai cũng làm phiền được đâu. Vành cái tai lên mà nghe tôi nói một câu. Thì đang vành đây. Phụ nữ không phải là chỗ giải sầu của đàn ông. Đồ điên. Mày không cho ông giải sầu thì mày giả tiền ông chứ con kia. Giời ơi. Giời. Gặp đúng con bò tót rồi ông ơi. Không nhai được đâu. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy các thánh các thần. Kính thưa các ngài đang ở gần ở xa. Mặc dù là tuổi đã già, nhưng con vẫn muốn lấy thêm vài ba ông chồng để dùng thay đổi. Này ông ơi, xa xa có con bé nhìn hơi cũ tí nhưng mà cũng dùng tạm được. Chả nhẽ đi không lại về không? Con bé cái thằng bố mày, khéo phải bằng tuổi bà già tao. Méo mó có hơn không? Bây giờ là đang mốt lái máy bay bà già đấy. Đi đi ông. Chào em, anh là Lý Văn Trưởng. Hôm nay đến đây tận hưởng khí trời. Thấy em nhan sắc tuyệt vời nên làm quen. Em có chồng chưa? Bao nhiêu tuổi? Em làm gì đã có người yêu? Em 18. Anh thì mới có một vợ. Cũng muốn có thêm người kết nối duyên nợ với mình. Vào trong bụi rậm, mình tâm tình được không? Gặp con dê già rồi đây. Đợt này bà cho mày biết tay. Tâm sự trong bụi rậm mà. Thế mình đi luôn, đang dở đẹp đấy. Đi. Ôi giời ơi, có ai khổ như tôi không là giời. Ôi giời ơi là giời. Ôi giời ơi, mõ ơi. Ôi giời ơi, mõ ơi. Ôi giời ơi. Đi toi bộ ấm chén của ông rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Thế thì từ mai ông mặc váy, tè ngồi. Đỡ mỏi chân còn gì. Sướng chưa? Hám của lạ thì vả đến thân. Kêu ca cái gì nữa? Tốt nhất là cứ chung thủy với mái già. Dù hơi bè bẹt tí nhưng của nhà vẫn hơn.